Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi vui lắm. Vui lắm vì tôi đã thành công trong việc đem những cái video kiến thức luật đến cho mọi người. Sáng nay có một cái chị điện thoại cho tôi, chị bảo rằng là: chị Thu ơi, em có một cái vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nói nôm na rằng là hồi xưa ba em chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một cái ông A, và ông A chỉ thanh toán có 30% giá đất. Sau đó ông A ổng lại xây nhà trên đất. Em cũng đã xem rất là nhiều những cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và em hiểu rằng hiện tại rằng theo cái tỷ lệ định giá của tòa án thì bây giờ cái người phía bên đó phải có nghĩa vụ trả lại cho em 70% tại cái giá hiện tại mà tại thời điểm xét xử. Cái tôi bảo rằng là thôi thì bây giờ chị lấy cái bút ra ghi lại đi những cái thông tin như thế này. Tôi đưa cho chị ba cái thông tin, và tôi nói rằng là tôi thì công việc rất là bộn bề, tuy nhiên vẫn có muốn là tư vấn, là chị sẽ tường tận những cái vấn đề cụ thể. Thì chị đã lấy cái bút mà ghi lại. Thứ hai nữa là tôi bảo rằng là thì thôi, nếu trong trường hợp chuẩn bị cái xem, chuẩn bị xét xử một cái vụ kiện dân sự mà chị chưa từng đi bao giờ thì hãy nên trình tự một cái phiên tòa sơ thẩm của dân sự. Thì chị bảo: luật sư ơi, em coi Nhưng Ta Phải Biết Luật Ta rất rất là nhiều lần. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một cái nỗi vui, vui lắm. Vui vì bằng cái kênh Nhưng Ta Phải Biết Luật Ta đưa đến cho tất cả quý vị và các bạn, những người chưa bao giờ đi đến tòa án, chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm ở tòa án, và tôi hy vọng là các bạn cũng đừng có nên có những cái kinh nghiệm ở tòa án, chỉ sẽ tổ mau già mau xấu mà thôi. Một cái kiến thức mà có thể rằng trong hơn hàng trăm người xem cái video của Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì có khoảng 90 người vẫn xem hàng ngày, 10 người đến văn phòng. Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ nâng lên cái chất lượng, cái kiến thức pháp lý của người dân. Tôi đã nói rất là nhiều lần trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi bảo rằng là tôi ước mong rằng ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai nơi có số lượng anh chị em luật sư đồng nghiệp rất là đông, còn thì những cái vùng sâu, vùng xa, những cái người dân chưa được tiếp cận những cái thông tin. Và nói thật với quý vị và các bạn là nếu trong trường hợp chúng ta không đưa đến những cho họ những cái thông tin thì họ không có biết sẽ bằng như cách nào. Thôi thì bằng một cái video 8 giờ hàng ngày trên chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta giúp cho quý ông bà, cô bác và anh chị, những người nào đó đang vô phúc đáo tụng đình, những anh chị em nào đó đang bị quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại, thì chúng ta sẽ biết, có thể chúng ta là nguyên đơn, có thể chúng ta là bị đơn, cũng có thể chúng ta là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì chúng ta hãy biết những kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình. Rất là vui được đồng cảm, được cùng với quý vị và các bạn song hành trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Trong cái hướng dẫn của tôi có một số cái hướng dẫn cầm tay chỉ việc với mức phí nho nhỏ. Nếu quý vị và các bạn nào có cái nhu cầu thì chúng ta sẽ liên hệ với luật sư để chúng ta được hướng dẫn bằng cách cầm tay chỉ việc rất là rõ và rất là chuẩn từ cái chương trình và từ luật sư có kinh nghiệm, quý vị và các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.